Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020. Sáng nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh mở đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ đồng loạt ra quân nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Phòng giao thông đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện và các công cụ hỗ trợ để tập trung vào xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và thông qua các công tác tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm về pháp luật khác trên các tuyến giao thông, ví như là hành vi vận chuyển pháo nổ, rồi vận chuyển các hàng lậu, rồi là hàng cấm và cương quyết ngăn chặn xử lý những cái tụ điểm gây rối trật tự công cộng. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đua xe chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe xin vượt, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định, xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý. Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt trên 30.000 trường hợp với các vi phạm và phạt gần 15 tỷ đồng. Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 150 trường hợp vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đủ các điều kiện khi tham gia giao thông. Toàn bộ lực lượng và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng kiểm tra, xử lý tất cả các lỗi vi phạm giao thông theo quy định pháp luật, trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, và chúng tôi sẽ kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các xe chở khách để cho an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí trái phép tập trung tại các tuyến đường bộ. Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ.